Bài hát luôn đi cùng năm tháng, đó là bài hát những cô gái trên quê hương con họ, từ đồng lúa xanh đến con đò ven sông, những cô tấm ngày xưa như vẫn còn đây đang trong mùa chảy hội. Xin kính mời quý vị thưởng thức bài hát những cô gái trên quê hương con họ. Một lần nữa không quên cảm ơn tình cảm của bà con cô bác đang động viên rất là kịp thời, và xin kính chúc quý vị đến nơi cửa thánh được cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, gia đình được hạnh phúc và bình an ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều, và đặc biệt là xin cảm ơn anh. Biết là chúng em là ở dưới thuyền là rất là nóng nực, cho nên đã thưởng cho đoàn những cơm nước mía phải nói là rất là ngọt ngào. Cảm ơn anh rất nhiều. Từ những ngày đầu là em về với quê hương Phù Đổng đã gặp anh rồi. Em nhớ là trước cái thời gian Covid ấy, là anh đã thưởng cho đoàn và muốn nghe bài hát Buôn Bấc Buôn Dầu. Em cứ nhớ mãi. Và hôm nay anh vẫn cứ dường như là lễ hội nào anh cũng ra nghe và xem để thưởng cho đoàn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh, cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ có lẽ là có một bài hát để tặng cho những nhân vật rất là quan trọng trong ngày lễ hội hôm nay. Em nhìn thấy các đồng chí công an là đang ngồi trên bờ, là đang gìn giữ và phải nói là trật tự an ninh. Đó là một điều tuyệt vời nhất mà chúng em rất là ngưỡng mộ.
Nếu như bà con nhân dân và tất cả đất nước này mà không có các đồng chí công an thì chắc chắn là không thể bình an được, đúng không ạ? Thưa quý vị, là trong chương trình hôm nay là ngày khởi đầu và cũng ngày đầu tiên của lễ hội, cho nên là đoàn đã ra mắt phục vụ bà con cô bác một canh hát thuyền. Thế nhưng cả ngày mai và cả ngày kia nữa là quan họ vẫn đến đây thì cứ ở lại đây, bao giờ bén rễ xanh cây mới về. Và lần nào cũng vậy, quan họ chúng em cứ đến hẹn lại lên rất là nhiều năm rồi. Thế nhưng về tới quê hương mỗi một lần là cảm thấy đổi mới hơn rất là nhiều. Và hôm nay chúng em nhận thấy là đã thấy một cái thông tin rất là tuyệt vời, là ở trên sân khấu đã ghi rõ là ở đây là đã đạt nông thôn đổi mới. Một cái điều rất là tuyệt vời và chắc chắn rằng là còn đổi mới rất là nhiều. Và nơi đây cũng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa. Đây cũng là một cái điều rất là tuyệt vời ở đền Ông Gióng. Và chắc chắn chúng em nghĩ rằng là bà con ở nơi đây cũng cảm thấy rất là tự hào. Và xưa kia mảnh đất này cũng là mảnh đất của quê hương cùng với quê hương Bắc Ninh, đúng không ạ? Thế nhưng mà mới là có tách ra là về tới Gia Lâm, Hà Nội, cho nên là không cùng với quê hương Bắc Ninh chúng em nữa. Thế nhưng chúng em vẫn cảm thấy là cái điều tình cảm rất là gắn chặt. Đã từ năm trước đến năm sau hôm nay về, cũng có người rất là quen, cũng có người không quen. Thế nhưng nhìn thấy các cô các bác là ai cũng vẫn rất là trẻ, khỏe và đẹp. Đó là một điều mà quan họ chúng em cảm thấy rất là mừng. Và không biết nói gì hơn là xin chúc bà con cô bác là luôn được sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Ngay sau đây thì xin kính mời quý vị đến với tiếng hát của anh hai chị hai với một giá văn cô đôi trên thượng ngàn. Mong rằng cô sẽ về phù hộ độ trì cho tất cả quý vị ở đây được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, được nước chảy một dòng, thuyền xuôi một bến, được đi tươi về tốt, đi một về mười, đi gặp chúng, về gặp bạn, vạn sự bình an đến với quý vị. Và tặng cho các chị nhá, xin chúc các chị là cứ mãi mãi trẻ đẹp như lứa tuổi 20 nhá. Xin cảm ơn rất nhiều. Và xin mời quý vị thưởng thức giá văn cô đôi trên thượng ngàn. Tốn lấy cô đẹp quá, cô về phát tài phát lộc cho bách hoa trăm họ. Lấy cô
sông thương nước chảy trong veo, về suối về người xin tư bỏ vào ngoài tôi rất tình hình.
hơi chín.